Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Ba Phát mỗi ngày 2 giờ. Dạ, con xin đọc lại. Đây là chương trình Phật Pháp. Dạ, con xin sám hối máy con nó có trục trặc một chút. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Bao Thóc mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam. Dạ, cảm ơn Nguyễn Sưng. Trên mạng Internet, qua bên Thóc, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Quá đi thôi, cứ nằm đây dính mắt. Dạ rồi, xong rồi, con xử lý ra được rồi. Dạ, con xin đọc lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet qua Bao Thoát, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Madrid từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều, 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 12, ngày 10 tháng 12 năm 2020, Phật
Phật lịch 2564 giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 49 thuộc tánh quân bình. Tata Macha Tata biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng, dẫn nhập tỳ kheo Tệ Siêu, giảng dạy tỳ kheo Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo, chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Con thành kính đảnh lễ ngài Trị Siêu, vừa quan lâm vào đạo tràng. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 49 thuộc tánh quân bình Tata Machatara. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trị Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Vân Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa vị. Trong các cái thuộc tánh tịnh hậu viễn hạnh, mỗi một thuộc tánh nó có cái đặc tính và cái nhiệm vụ quan trọng. Để nó tạo thành một cái trạng thái tâm tịnh hậu, một trạng thái tâm tốt đẹp, mỗi một thuộc tánh nó có cái đặc tính và nhiệm vụ khác nhau. Mặc dù vô tham vô sân, là căn rễ của cái tâm tịnh hảo, nhưng mà đặc tính và cái nhiệm vụ của Tattva Machatata
cũng không phải là kém phần quan trọng. Nó cũng giống như là một người đánh xe thị xã, họ điều khiển cho đôi ngựa song hành, chạy đều đều, khi nào đi chậm thì động chậm, khi nào đi nhanh thì động nhanh, không có con chạy trước con chạy sau. Cái vai trò của Tantra Machatata là đối với các pháp đồng sanh như vậy, nó làm cho quân bình. Hôm nay chúng ta cũng chỉ học có một cái thuộc tập này thôi. Bây giờ xin mời Quân Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Nhật Đăng giáo sư trong ngày hôm nay thí giảng bài học này. Và sau khi thượng tọa Nhật Đăng thuyết giảng xong, xin nhờ thượng tọa Pháp Tân tiếp lời để thượng tọa Nhật Đăng soạn câu thông. Cả ngày hôm nay chúng tôi đi dạy suốt buổi sáng và suốt buổi chiều, chúng tôi mới về tới và đi đường xa, trên đây cũng mệt rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn sư đệ. Bây giờ xin mời Quân Nhật Quỳnh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Thầy Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn. Bài học ngày hôm nay, bài 49 thuộc tánh vương bình, tát tamachatata. Thuộc tánh vương bình, tát tamachatata là một trong 19 thuộc tánh. Tịnh hảo biến hành có nghĩa là có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Đây là thuộc tánh dễ gây nhiều ngộ nhận trên cả hai phương diện ngữ và nghĩa. Hầu hết các giáo trình thắng pháp tiếng Việt thường được gọi là hành xả. Người học cần nắm rõ ngữ cảnh khi muốn định nghĩa chính xác từ vựng này. Hiểu chính xác thuộc tánh vương bình là gì? Thuật ngữ tatamachatata có nghĩa là ở đó ngay chính giữa, chỉ cho sự cân bằng, trung lập, trung hòa, khách quan. Những bản kinh xưa thường dùng thí dụ người điều khiển xe song mã khéo léo khiến cho hai con ngựa luôn 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 chạy song song, không trước không sau. Sự quân bình luôn là yếu tố cần thiết để đi tới. Trong một tổ chức, một gia đình có sự thiên vị thì thường tạo nên xáo trộn. Một chiếc xe bốn bánh nếu không cân bằng sẽ nhanh chóng hỏng hóc. Khách quan, vô tư, không thiên vị là đặc tánh của thuộc tánh quân bình. Thuộc tánh quân bình hiểu theo cách nói đại loại. Trong cách nói đại loại, tatamachatata được biết đến với tên gọi là upekkha, thường được dịch là hành xả, như xả trong bốn vô lượng hay hành xả trong các pháp ba la mật. Sự quân bình nếu tu tập tinh luyện tạo nên đức tánh khách quan trong cái nhìn, sự công bằng trong cách hành xử, sự an nhiên không cảm xúc của tâm.
Nếu nhận dạng trong đời sống hàng ngày thì sự quân bình chính là tính cách chừng mực ở mức độ sâu kín và tinh luyện nội tâm, chính là những trạng thái xả niệm thanh tịnh của thiền định. Vai trò của thuộc tánh quân bình trong các tâm tịnh hảo tương tự như những người biểu diễn xiếc đi từ điểm A đến điểm B trên sợi dây treo cần sự quân bình không thiên lệch. Nếu sức nặng như một bên sẽ bị rơi xuống. Sự tồn tại tốt đẹp của các tâm tịnh hảo luôn cần sự cân bằng. Thiếu đặc tính này, tâm thức rơi vào tình trạng xáo trộn. Ngữ và nghĩa như đã đề cập, tách trác mắt trác ta ta quân bình trung lập là cách nói vĩ mô của U Bích Kha hành xả. Đa số các bản dịch đều dùng chữ hành xả để dịch từ dịch cả hai từ. Có rất nhiều trường hợp tâm tịnh hảo có sự quân bình nhưng không nhất thiết là an nhiên. Ba trạng thái từ bi và hỷ đều có tách trác mắt trác tát ta nhưng không phải là Upekkha, nên cẩn thận. Người học Phật cần hết sức cẩn thận giữa thọ xả và hành xả. Thọ là trạng thái không vui không buồn của cảm xúc, có khi tạo nên sự lãnh đạm. Hành xả là sự quân bình khách quan không thiên vị. Chữ xả trong từ bi hỷ xả chỉ cho hành xả. Dạ, xin mời đạo tràng vào cái link của Đại Đức Tề Tri vừa đưa lên thì sẽ thấy được bản thắng pháp. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh vô vi tệ quyền. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh tịnh tánh, thuộc tánh tịnh tâm. Và bản kính nhau đến nay đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng công đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân Minh Đức Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin lỗi quý vị là trong bài học có một vài lỗi chính tả rất là quan trọng mà chúng ta cần sửa liền. Bởi vì thứ nhất là có một cái đoạn là sự quân bình, nếu không tu tập, nếu tu tập tinh luyện thì tạo nên đức tánh khách quan trong cái nhìn, sự trong bằng, sự công bằng trong cách hành xử và sự an nhiên trong cảm xúc của tâm. Dạ, về điểm này thì thưa vị, chúng tôi viết ở trong bài đó là sự an nhiên không cảm xúc của tâm. Cái chữ không có quý vị sửa là chữ trong dùng chứ. Dạ, sự an nhiên trong cảm xúc của tâm, tức là khách quan trong cái nhìn, công bằng trong cách hành xử và sự an nhiên trong cảm xúc, trong cảm xúc của tâm. Dạ, dạ quý vị quan hỷ sửa lại. Và có một đoạn khác nữa là cái đoạn mà cẩn thận đó, thì người học Phật cần hết sức cẩn thận giữa thọ xả và hành xả. Rồi chấm, thọ xả là trạng thái không vui không buồn. Dạ, thọ xả trạng thái không vui không buồn. Ở trong bài học có thì thiếu chữ xả, chỉ để là thọ là trạng thái không vui không buồn. Không biết các vị có thấy không, thọ là trạng thái không vui không buồn. Chúng ta phải thêm chữ xả trong đó, quý vị quan hỷ sửa dùng. Bạch Chi Thông Đức và thưa quý Phật tử, chữ hành xả mà ở đây chúng tôi gọi là chữ quân bình đó, nó là một cái từ vựng Phật học thường gây ngộ nhận và hiểu lầm, hiểu dầm giữa chữ xả như trong từ bi hỷ xả
rồi thọ xả và hành xả. Và trong bài này đó thì chúng ta đề cập đến hành xả là một cái từ vựng mà rất là quen thuộc ở trong tất cả các giáo trình. Tuy vậy chúng tôi đã không dùng chữ đó ở đây, mà chúng tôi dùng chữ quân bình. Thứ nhất là trên phương diện ngữ và nghĩa đó, thì mặc dù một số các dịch giả đó thì dùng chữ hình hành xả để dịch cho cả hai chữ Upekkha và Takamacchata. Thì Takamacchata đó, Macchata thì thật trên thực tế nó là một cái chữ nói về hành xả ở cái mức độ vĩ mô, và Upekkha nói chữ quy mô. Chữ Takamacchata trong cái nghĩa đen mà chúng ta được biết đó thì có nghĩa là ở đó ngay chính giữa, và ở đó ngay chính giữa tức là luôn luôn đứng ở vị thế trung lập, đứng ở vị thế không có thiên vị. Và nhờ đứng ở vị thế trung lập này nên tạo ra được sự khách quan, và do sự khách quan nên tạo nên cái sự quân bình, không có tây vị hay là không có thiên vị. Về điều này thì đa phần chúng ta hay nói đến cái nhìn của con người mình là chủ quan và cái nhìn khách quan. Và chủ quan và khách quan mình nói chung chung, nhưng mà ở trong đạo Phật nói đến cái sự chủ quan nó bắt đầu từ cái thái độ đặt mình ở cái vị thế trung lập. Chúng ta lấy ví dụ như là mình sống ở trong một ngôi chùa hay trong một gia đình có nhiều người, cái vị thế trung lập của chúng ta là ai làm đúng thì mình biết là đúng, ai làm sai biết là sai, chứ không phải là mình, những người nào mình thương á, thì mình không cần biết cái quấy của họ, họ mà người nào mình ghét á, mình không cần biết cái tốt của họ. Giống như cái câu ta khuyên rằng khi mình thương ai cũng nên biết cái nhược điểm của họ, và khi mình ghét ai cũng nên biết cái ưu điểm của họ. Thì thứ nhất là chúng ta định nghĩa cái chữ Macchata có nghĩa là cái sự đứng ở cái vị thế chính giữa hay là vị thế trung lập. Thực ra từ siêu đôi khi chúng ta dùng cái chữ trung hòa, ở đây chính từ là sự quân bình. Nhưng mà cái vị thế này đó, ngày xưa người ta có dùng cái chữ gọi là vô tư. Vô tư không phải chữ vô tư thì Việt Nam hiểu bây giờ. Vô tư Việt Nam hiểu bây giờ là đa phần chỉ cho cái trạng thái là xả láng hay là thoải mái, bao nhiêu cũng được, không có cần dè chừng. Nhưng mà chữ vô tư hồi còn nhỏ, chúng tôi còn nhỏ đó, thì chỉ cho một cái thái độ liêm chánh, không có tây vị, không có thiên vị. Và cái tinh thần vô tư đó, tức là đồng nghĩa với thái độ khách quan, giống như vị quan tòa mà khi mà xử việc đó, thì cần dựa sự khách quan của luật pháp, chứ không phải là dựa rằng cái người đó theo đảng của mình hay là bà con của mình hay là người thân của mình hay là chuyện mình thích hay không thích. Mà ôi dạ vâng, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cái câu mà tương tự như, chỉ như đó, chữ là chỉ nhưng, chỉ như, tương tự như những người bị diễn xiết. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh và quý vị của Hoàng Ngay Sửa chữ đó. Hôm nay chúng tôi có vài công việc, thứ việc cần làm, do đó khi mà chúng tôi viết bài đó, có những ngày mà nó trật nhiều lỗi chính tả, không có đọc lại quý vị. Thì thưa quý vị, có lẽ là ở trong tất cả những cái
từ vựng của Thắng Pháp đó, thì từ vựng mà lột tả được cái tính cách vĩ mô và vi mô đó, sự khác biệt chính là cái chữ mà chúng ta đang đọc ở tại đây là Tathāgata và chữ Upekkha. Upekkha là tính cách nó đại loại vi mô, và Tathāgata là cách nói vĩ mô. Chúng tôi sống bên Mỹ đó, thỉnh thoảng bây giờ thì ít, nhưng mà ngày xưa đó, thưa quý vị, ngày xưa chúng tôi hay đi làm một việc gọi là alignment mấy cái bánh xe. Alignment bánh xe tức là làm cho cái bánh xe nó được cân bằng với nhau, nhưng nó quay cho đều á. Thì chúng tôi nhớ rằng có những lần chúng tôi đứng ở chỗ tiệm mà người ta làm về bánh xe đó, thì người ta có sử dụng một cái kỹ thuật mà chúng tôi rằng ở Việt Nam có hay không, hay là bây giờ ở Mỹ còn hay không, nhưng mà 20-30 năm về trước, khi mà chúng tôi thường đi mua bánh xe cũ, thưa quý vị, bánh xe cũ ở ngoài dân gia đem về xài cho đỡ tốn tiền ấy, thì người ta dùng những cái cục chì, những cục chì họ đóng vào trong cái một cái vành trong của xe đó, dạ, đóng vào cục chì, và những cục chì này á, nó khiến cho bánh xe khi nó quay á, nó quay đều, nó không có, nó là một cách quân bình. Chắc cái thí dụ của thì hơi khó hiểu một chút, tại vì có lẽ không có quen lắm, nhưng mà mới biết là cái bánh xe khi nó quay tròn tròn, họ để cái trục đó thì đôi khi nó có độ nghiêng, độ lệch đi. Thì họ dùng những cục chì đó, và họ làm cho bánh xe nó đều, gọi là balance. Nó làm cho quân bình. Thì cái gì mà khách quan, cái gì mà chừng mực, cái gì mà không có thiên lệch, đó là cái đặc tính của cái gọi là quân bình. Nếu mà một cái tổ chức hay một cái guồng máy hay một gia đình, bất cứ sự hiện hữu gì mà nó tồn tại lâu đó, thì nó đều cần cái tố chất này. Quý vị tưởng tượng như là chúng tôi làm trụ trì ở trong một ngôi chùa, và ở trong chùa có 10 vị sư ở, mà tất cả những cái gì mà ngon tốt quý giờ chúng tôi cũng dùng cho một vài vị, vị này mà chúng tôi bỏ mặc những vị kia chắc thì khó tồn tại lâu lắm. Cái gì tồn tại càng lâu thì nó càng quân bình. Cũng như là ở trong một xã hội mà càng phát triển thì người ta tìm thấy một cái yếu tố đó, đó là sự bình đẳng. Tất cả mọi con người bình đẳng ở trước hiến pháp, trong pháp luật. Nếu mà trong một xã hội mà có quá nhiều người đặc quyền đặc lợi đó, thì cái xã hội đó sớm muộn gì nó cũng sinh ra bạo loạn. Tại vì những người có một số thành phần bạo loạn, họ hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi, họ sống ở trên pháp luật chẳng hạn. Thí dụ mà ngày xưa người ta thường được đề cập đến đó, ở trong sớ giải đó, là ngày xưa người ta hay sử dụng chiếc xe ngựa, và xe ngựa mà kéo một con ngựa đó thì nó yếu, thưa quý vị, mặc dù nó gọn, thường là họ kéo hai con ngựa. Có đôi khi vua chúa hay là những người giàu có đó, họ dùng cái xe tứ mã, tức là bốn con ngựa kéo. Mà chúng tôi đọc trong sách đó thì chiếc xe ngựa mà ngày xưa chúng ta gọi là xe thổ mộ đó, thì chiếc xe ngựa mà nếu một con ngựa kéo thì nó tương đối nó dễ, và nó dễ lắm, dễ cho nó chạy tốt. Nhưng mà nếu con ngựa mà do hai con chiếc xe mà do hai con ngựa kéo, chúng ta gọi là xe sông mã đó, thì cái người điều khiển, người đó phải giỏi làm sao cho hai con ngựa không con nào chạy trước, không con này chạy sau, và khi cần mà để quẹo cái đường cong thì luôn luôn là họ phải làm sao cho một con ngựa này chạy chậm hơn con ngựa kia. Thí dụ như con ngựa bên phải
con mình nó chạy nhanh hơn thì có nghĩa chiếc xe đó đổ vào trái, mà con ngựa bên trái chạy nhanh hơn xe đó qua phải. Còn nếu trên đường thẳng thì hai con ngựa nó bắt buộc phải chạy song song. Thì thưa quý vị, cái tâm ý của chúng ta trong cuộc sống rất là khó để tạo nên cái mà chúng ta gọi là sự quân bình. Sự quân bình là cái gì khó lắm. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, ở gần ngày Tịnh Sự, lúc mà ngày giảng về cái thuộc tánh này đó, thì ngày có nói một việc là đa phần người ta tin rằng ở trong cuộc sống những người có thể kinh ban tế thế hay là có những cái tài năng vượt trội đó là cái gì khó tìm. Nhưng mà một cái người khó tìm nhất theo trong ý ngài Tịnh Sự nghĩ đó, đó là cái người biết sống chừng mực. Biết sống chừng mực, đến đâu là phải, tới đâu là điểm dừng, đến đâu là cần thiết đó, thì cái người biết sống chừng mực là người khó, rất là khó, rất là khó để tìm, để có trong đời này. Vì cái khuynh hướng của chúng ta là khuynh hướng của cực đoan, khuynh hướng của chúng ta là khuynh hướng của quá độ, cái khuynh hướng của chúng ta là đi quá đà. Chứ ít có bao giờ mà con người sống mà biết cái gì mà gọi là vừa phải đó. Dạ, thái độ gọi là biết chừng mực. Dạ, biết chừng mực là cái khó. Thì cái cuộc sống mà chừng mực cân bằng đó, nó đến từ cái tinh thần khách quan. Và cái tinh thần khách quan đó, nó đến từ cái vị thế mà chúng ta gọi là trung lập. Trung lập là không thiên bên này, không thiên bên kia. Vì vậy những người mà càng có mang nặng cái màu sắc của định kiến, của tông phái, của đạo ốc địa phương, thì cái tính vô tư của họ càng bớt đi. Yeah, càng bớt đi. Cuộc sống của nhân loại ngày nay đó là một cuộc sống mà gọi là một cái thế giới như một khu làng, một cái thung lũng thu nhỏ, global village. Và trong cái thế giới thu nhỏ đó, con người sống phải vượt qua những cái ranh giới của màu da, của chủng tộc, và chỉ thấy con người là con người. Và điều đó nó khó chứ không phải dễ. Chúng ta quen có cái tính là tính kỳ thị. Lúc chúng tôi còn nhỏ ở Việt Nam, có lẽ bây giờ thì hết rồi, nhưng mà ngày xưa thứ thì không biết là sao đó mà những cái người mà được ghi ở trong sách ở Trung Hoa thì thường gọi là thánh hiền, mình hay gọi bằng ông, ví dụ như ông Quan Công hay là đức vua Lương Võ Đế hay là nhiều lắm, thì chúng ta gọi những nhân vật đó là một cách trang trọng. Nhưng mà thời chúng tôi còn nhỏ đó thì không hiểu tại sao con nít thời nhỏ mà nó cũng gọi những ca sĩ đồng một bằng thằng với bằng con, giống như thằng Minh Vương, thằng Minh Phụng hay là con Nghịnh Lệ Thủy, con Phượng Liên v.v. Thì cái gọi đó nó phát xuất từ cái thái độ khinh thị mà do cái quan niệm gọi là xướng ca vô loại. Dạ, xướng ca vô loại người đời trước đó. Và cái quan niệm khinh thị này nó tạo nên một cái nếp suy nghĩ, và nếp suy nghĩ nó không có khách quan, không có vô tư ở trong cuộc sống. Nó có nhiều như vậy. Thậm chí là có nhiều khi mình gọi những dân tộc khác đó, những chủng tộc khác như là con Mên, thằng Thổ hay là thằng Tàu, thằng Mỹ, thằng Pháp v.v. thì cái ngôn ngữ chúng ta đó, nó cũng mang cái đặc tính là định kiến, là kỳ thị. Vì vậy ở trong cái gọi là quân bình đầu tiên đó, nó phải được xác lập ở một điểm là nó phải đặt để mình ở cái thế trung lập. Dạ, thế trung lập. Do đó ở đây dùng chữ tát trá. Tát trá là ở đó. Dạ, machatata, machatata tức là ngay
ở chính giữa, ở đó ngay chính giữa, ở một cái vị thế trung lập. Từ cái vị thế này nó tạo ra cái gọi là không có thiên lệch hay là quân bình. Thật sự là về phương diện ngữ và nghĩa đó, thì nó có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta lầm lẫn. Hồi nãy chúng tôi có nói đó, là ngay trong chữ Phạn đó, mà trên phương diện vĩ mô thì gọi là tatra machatatra. Tức là ở cái vị thế trung lập, ở vị thế trung lập. Nhưng mà trên phương diện quy mô, ở trên vị cách đại, nó cách nói đại loại đó, thì chúng ta gọi là hành xả. Hành xả ở đây là hành xả trong pháp Ba La Mật, hành xả trong cái gọi là xả niệm lạc trú hay xả niệm thanh tịnh ở trong thiền. Hành xả ở đây đó là xả ở trong tứ vô lượng tâm. Thì như vậy trên phương diện vĩ mô đó, thì nó là cái thế quân bình, thế trung lập, thế khách quan. Nhưng mà ở trên phương diện đại loại đó, thì đó là sự sự an nhiên, thái độ không có thiên vị và cái sự vững chãi. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều đó, và nên nhớ một điều như vậy, là dù rằng hai chữ này, một cái nói lên sự quân bình ở trong cái mức độ vĩ mô, một bên nói về sự quân bình ở trong cái cách nói đại loại. Nhưng mà nó có một điểm phải để ý đó, là cả bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đều có tatra machatatta. Tatra machatatta có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo, tại vì nó là một thứ tục tánh tịnh hảo biến hành. Nhưng mà chữ Upekkha là cách nói đại loại đó, chữ Upekkha là Upekkha, và Upekkha không có mặt ở trong tâm hỷ, Upekkha không có mặt ở trong tâm bi, Upekkha không có mặt ở trong tâm từ. Thì mặc dù có cách nói giữa đại loại và vĩ mô, nhưng mà nên rằng nó không phải là một. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong tâm hỷ là cái tâm vui theo cái hạnh phúc của chúng sanh, thì ở đó không có Upekkha, nhưng mà nó có machatatatta. Tại sao nó có tatra machatatatta? Là bởi vì, thưa quý vị, nếu một chúng sanh được thành công hạnh phúc, dù chúng sanh đó là con cái của mình hay con cái của hàng xóm, thậm chí chúng ta nghe một người xa lạ mà họ được thành công, mình cũng hoan hỷ theo, thì cái đó gọi là khách quan. Khách quan bởi vì không phải là con mình thành công thì mình mới hoan hỷ, mà con người khác thành công mà mình đố kỵ. Nếu con mình thành công mà mình ca ngợi, mà con người khác thành công mà mình đố kỵ, thì cái đó là không có khách quan. Thành công là thành công, thành công là điều đáng hoan hỷ, ở đâu đáng hoan hỷ, ở đâu cũng đáng hoan hỷ. Do vậy nó gọi là tất cả mắt chất tất cả. Nhưng mà tất cả mắt chất tất cả đó, khi mình nó biến thành Upekkha ở trong tứ vô lượng tâm đó, thì cái Upekkha đó, đó nó không có đi chung với hỷ được. Nó là sự quân bình, giống như là mình nói là tâm từ, tâm bi là tâm bi, tâm hỷ là tâm hỷ, tâm xả không có trộn chung. Thành ra cái sự quân bình nó có mặt ở trong cả bốn vô lượng tâm, nhưng Upekkha là một trạng thái cuối cùng chúng ta cũng phân biệt về điểm đó. Chúng ta không biết, mặc dù trên phương diện vĩ mô đó thì nó gọi là tatra machatatta, và trên phương diện mà nói đại loại đó, nó được gọi là Upekkha. Thì bây giờ
chúng ta đề cập đến một cái ý niệm mà khác biệt giữa trong chữ xã. Chữ xã nó là một chữ mà gây rất nhiều rắc rối lắm. Chữ xã đôi khi không nghĩa là buông xả hay là buông bỏ, giống như chúng ta gọi là buông xả, thì cái ý nghĩa đó là một ý nghĩa không có chấp hay là tha thứ. Thật ra người Phật tử mình hay lầm lẫn cái chữ gọi là hỷ ly, con làm cái việc đó sai trái cha mẹ hỷ xả, thì cái chữ hỷ xả đó, chữ xả đó không phải là trong từ bi hỷ xả. Dạ, chữ xả đó nghĩa là tha thứ, hỷ xả là một chữ ngắn của sự tha thứ, và chữ xả có nghĩa là thản nhiên, không khổ không lạc, giống như là mình nói là khổ lạc ưu hỷ xả. Ngay trong văn tự Bali đó, ngay trong văn tự Bali, Upekha cũng có xài chữ đó. Nhưng mà thường thường ở trong chữ Bali đó, thì cái chữ mà chính xác mà Đức Phật ngài thường dùng đó, là thọ khổ, thọ lạc và thọ bất khổ, bất lạc. Dạ, bất, tức là họ không khổ, không lạc. Thì cái chữ không khổ, không lạc được Đức Phật ngài xài nhiều hơn là cái chữ xả như Upekha. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Thì khi mà nói là khổ lạc ưu hỷ xả, thì cái xả đó không phải là buông xả, mà cái xả đó đó là một cái trạng thái không vui không buồn. Chúng ta nhớ, không vui không buồn nó có thể là một trạng thái lãnh đạm, nhưng mà Upekha mà trong từ bi hỷ xả, Upekha trong ba la mật không phải là một trạng thái lãnh đạm. Upekha trong ba la mật hay là trong từ bi hỷ xả đó, Upekha đó chỉ cho một cái sự an nhiên, một cái sự một thái độ quân bình chấp nhận, mà Đức Phật ngài dạy tiêu biểu là chúng ta biết là mỗi người có cái nghiệp riêng, và do có nghiệp riêng đó nên nên chúng ta chấp nhận khiếm khuyết của người khác, chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt của người khác. Ví dụ như bây giờ quý vị sinh ra có bốn đứa con, thì cha mẹ nào cũng mong cho con được nên người. Nhưng mà có đứa con nó học bác sĩ, có đứa con nó học kỹ sư, có đứa con học về âm nhạc, học đứa này đứa kia. Mình không có đòi hỏi là bốn đứa con phải giống nhau. Và bởi vì mỗi chúng sinh có căn tính riêng, có nghiệp riêng, và sự chấp nhận đó là sự chấp nhận khách quan, và một thái độ đối xử phải chăng thì thái độ đó là thái độ Upekha. Thì cái Upekha ở đây đó, nó rất khác với thọ xả. Dạ. Cái thọ xả là nó không có nó không có nhập cuộc, nó chỉ là cảm xúc, cảm thọ thôi, nó không nhập cuộc. Nhưng mà cái Upekha mà là hành xả hay trong từ bi hỷ xả, thì Upekha đó là có nhập cuộc và có hành động, nhưng mà hành động một cách rất là vô tư, rất là khách quan, rất là quân bình. Bởi vì ngày Nanda ngày có nói rằng cái kẻ thù mà gián tiếp của tâm từ là sự dính mắc ái luyến, mà kẻ thù trực tiếp của tâm từ đó là hận thù. Nhưng mà đối với tâm xã đó, thì ngày nói kẻ thù trực tiếp của tâm xã đó, đó là sự cực đoan manh động. Nhưng mà kẻ thù gián tiếp của tâm xã đó, đó là sự lãnh đạo. Thật ra nếu mình hiểu tâm xã tức là sự lãnh đạo hay là vô cảm đó, thì hiểu sai, rất sai. Cái người tu tập tâm xã như là hành xã ba la mật, hay là người tu tập về hành xã, tâm xã của từ bi hỷ xã đó, không bao giờ mà nó đồng nghĩa với vô cảm hết. Vô cảm là một trạng thái lãnh đạm, một trạng thái không màng đấy. Thì cái đó không phải là trạng thái của hành xả trong tứ vô lượng tâm, xả trong tứ vô tâm, hay là hành xả trong pháp ba la mật. Phải rất là cẩn thận về điểm này. Thật ra mình phải phân biệt giữa thọ xả và hành xả rất khác biệt. Dạ, rất khác biệt. Cái chúng ta nói ngay trong phản ngữ chú Upekha, nếu chúng ta không đọc đúng ngữ cảnh đó, thì nó có vấn đề.
Tại vì upekkha ở trong tiếng Phạn thứ gì với chữ Hán đó, nó có nhiều cái chữ mà rất giống nhau, rất là lộn xộn. Giống như ở trong tiếng Phạn có chữ chữ rupa. Rupa là cái gì mắt thấy, mà rupa cũng có nghĩa là vật chất. Rupa có nghĩa là hình tượng, như là Buddha rupa là tượng Phật. Và rupa có nghĩa là cảnh sắc, là cái gì được mắt thấy. Nhưng mà rupa cũng nghĩa là vật chất, giống như chúng ta nói danh sắc. Thì chữ upekkha này nó có khi được dùng nghĩa là cảm thọ, giống như là pháp tương ưng hỷ, pháp tương ưng lạc, pháp tương nghi xả, và pīti sahagata dhamma, sukha sahagata dhamma, upekkha sahagata dhamma, là pháp tương ưng hỷ, tương ưng lạc và tương ưng xả. Thì cái này là cái vấn đề mà liên quan đến cảm xúc và cảm thọ. Nhưng mà upekkha cũng có nghĩa là khách quan, là quân bình, là sự an nhiên. Và sự an nhiên quân bình đấy cũng dùng chữ upekkha, nhưng nó lại mang nghĩa là thái độ không có chênh lệch, không có cực đoan, không có đi quá đà, thái độ an nhiên. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là trời thì có lúc mưa và có lúc nắng, cái hoàn cảnh ở bên ngoài thì có lúc thịnh lúc suy. Nhưng mà nếu một người hiểu rằng cuộc đời nó là như vậy đó, thời tiết nó là như vậy, thành ra không lấy cái chuyện mà nóng và lạnh đó để làm lớn chuyện, để làm chuyện bực bội, cái đó là upekkha. Cái đó là trạng thái an nhiên mà có hiểu biết. Hay là chúng tôi làm trụ trì trong một ngôi chùa, thì công việc chùa nó có khi vui, có khi buồn, khi thuận, khi nghịch. Nếu mà chúng tôi nghĩ rằng mình làm trụ trì chùa lúc nào cũng gặp chuyện thuận duyên hết á, thì cái đó là một thái độ rất là chủ quan. Nhưng mà khi mình làm trụ trì ngôi chùa, có những lúc gặp những khó khăn hay là bực bội thì cái bản chất nó là như vậy. Làm trụ trì thì phải đối diện chuyện như vậy đó. Thì cái đó là một thái độ upekkha. Như vậy upekkha là cái gì có hiểu biết, cái gì có chân mực, cái gì không có thiên lệch, cái gì không có cực đoan. Nó có nhiều cái chiều kích để chúng ta nói về việc này lắm. Cũng có một thí dụ rất là quen thuộc, đó là quý vị nào mà thỉnh thoảng thấy những người hát xiếc đó, những người hát xiếc họ biểu diễn những cái màn xiếc như là họ đi trên một sợi dây, họ đi trên một sợi dây, sợi dây đó nó treo từ điểm này qua điểm kia. Những vị nào sống ở miền quê thì hay biết chuyện đi cầu khỉ, tức là nó là cây cầu nhưng nó chỉ là một thanh tre thôi. Nó một cây dừa là đã là mệt mỏi rồi, nhưng ở trên một thanh tre đi thì mình phải giữ cái quân bình. Và nếu mà một người hát xiếc mà đi sợi dây thừng nó còn khó hơn nữa. Thì ở trong cái nghệ thuật mà biểu diễn xiếc đó, nhiều lúc người ta sử dụng một cái dụng cụ, đó là một cái cây sào và một cây sào dài. Mình tưởng đâu cây sào dài đó nhìn có vẻ như là một cái làm cho gây sự chú ý, nhưng mà kỳ thật cái cây sào họ giúp cho cái diễn viên xiếc đó họ giữ được cái thế quân bình, họ giữ cái thế quân bình. Do cái thế quân bình này đó, họ không nghiêng về phía bên này quá, họ không nghiêng về phía bên kia quá. Do họ không nghiêng quá, thành ra nó không tạo ra cái sự chênh vênh để mà té xuống. Cái giữ làm sao cho mình đứng ở giữa, không đặt cái sức nặng lên con bên đó, cái đó gọi là taka, machataka. Cái trạng thái đó rất là khó nói. Khi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, có một chuyện rất là khôi hài, là thời đó ở miền quê đó, có rất là nhiều cái
cái mà người miền quê gọi cái xẻo. Cái xẻo tức là mình có con sông, rồi con kinh, rồi có cái xẻo, tức là có con đường nước đi vào đó, đường nước đi vào trong ruộng. Thì khi đi băng ngang qua những cái xẻo nước này đó, có thể là người ta gọi là cái lập hay cái xẻo, thì người ta bắt những cái cầu khỉ. Và những cái cầu khỉ này mình đi qua đó, thì nó chỉ là một cây tre thôi. Và quý vị biết là đôi khi trời mưa đó bùng lầy trơn trận, mình phải đi chân không á, và cái cây tre trở nên rất là trơn. Cây tre nó được cái đặc điểm là nó dai, nó không bị gãy. Khi nó còn tươi nó ít bị gãy. Và do vậy họ ta hay sử dụng để làm cái cầu khỉ. Nó đã nhồi rồi, nhưng mà chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó là không biết vì lý do gì đó mà họ thiết kế cái tay cầm á, tức là quý vị nhớ là họ làm cái trụ ở dưới, họ làm bằng hai cái cây tre đóng xéo hình dấu nhân, và đóng xéo làm chân đó. Thật ra ở dưới là hai cái chân thì vững rồi, nhưng mà cái phần trên đó là họ gắn cái tay cầm. Dạ, gắn cái tay cầm. Thì cái tay cầm đó nó thích hợp cho người lớn, người cao, người có tay dài. Nhưng mà cái tay cầm đó thì nó lại hơi xa cho những người nhỏ, những người hơi thấp. Thật ra khi mà mình nhỏ đó mà mình muốn cầm cái tay cầm đó thì cái thân mình nó không đứng giữa, mình phải bối ra bên ngoài, nghiêng qua bên. Rất dễ té. Rất dễ té. Thật ra hồi nhỏ mà chúng tôi đi qua ngăn cầu khỉ đó, thì nó giống như là nó giống như hát xiệt cái thứ gì. Tức là vừa đi, nhưng mà đi lâu ngày nó cũng quen. Đi lâu ngày đôi khi nó cũng trên bên lắm, nó cũng nhồi lên nhồi xuống. Bây giờ có lẽ là ở Việt Nam không còn cầu khỉ nữa, nhưng mà chúng tôi nghĩ là người ta gọi là cầu khỉ là tại vì nó nhồi đó, nó nhồi người nó lắc lư, người con kêu cầu khỉ. Nhưng mà cầu cho người đi chứ không phải cho khỉ đi. Nhưng mà đại khái là những cái cầu khỉ đó thì vui lắm. Đi mà lôi thôi chút là rớt xuống lặp nước. Và ở miền quê thì cái người mà say rượu á, mà rớt xuống cầu khỉ mà chết rất thường lắm. Dạ, say rượu rồi đi ngang những cầu khỉ. Dĩ nhiên người say rượu rất là khó quân bình. Quý vị nhớ là ở Mỹ này mà cảnh sát mà khi mà họ nghi ngờ một người mà có cái nồng độ cồn, tức là cái nồng độ cồn ở trong người cao á, thì họ bắt làm một việc là đi một con đường thẳng. Dạ. Ở Việt Nam chúng tôi không biết có hay không, nhưng mà ở Mỹ thì người ta bắt buộc đi trên một con đường thẳng, thì đi mà lạng quạng á là họ biết là có vấn đề. Dạ. Thì hồi xưa đi cầu khỉ cũng vậy, những người say rượu họ rất khó đi trên cái cầu khỉ, và đã say rượu rồi mà té xuống, không bơi không lội mà chết là thương lắm. Dạ, thỉnh thoảng thường ở trong gia đình chúng tôi cũng có một người đã từng chết vì cái chuyện mà say rượu và té xuống nước như vậy. Thì thưa quý vị, nói với điểm này đó thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là mình phải dùng nhiều cái thí dụ để mình hiểu cái tính cách trung lập ở cái vị thế trung lập. Cái vị thế đó nó giống như một người đi dây thừng, hát xiệt đi dây thừng, đi phải làm thế nào đó mà không để cho cái độ nặng của mình nó thiên về bên này quá, nó thiên về bên kia quá, rất khó. Hay hoặc giả là một cái thí dụ khác là ngày hồi trước ở trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đó, có một cái nhân vật là Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ có một cái đặc điểm đó là ngủ trên sợi dây, và căng sợi dây leo ra nằm ngủ, giống như chúng ta ngủ trên võng ấy, nhưng mà thay vì chúng ta ngủ võng thì ngủ sợi dây. Thì cái khó của cái ngủ trên cái sợi dây đó là khi mình ngủ thì thường thường là mình không có giữ cái thế quân bình được, nhưng mà ngủ sợi dây nó rất là dễ lọt xuống. Thật ra cái người ngủ trên sợi dây là người rất là khẽ thức, là vừa ngủ mà giữ được quân bình. Cái đó cũng là chúng ta gọi là tuyệt kỹ công phu, nhưng mà không biết là có thật hay không. Chuyện này thì chúng ta không biết, nhưng mà đại khái là có thể nằm trên sợi dây, có thể đi trên sợi dây, hay cũng giống như đi cái cầu khỉ ấy, thì nó đều cần có một sự cân phân. Sự cân phân này là không có lệch bên này, không lệch bên kia. Thì cái đó là ý nghĩa của chữ gọi là tata matchatata. Dạ, tata là ở đó, matchatata là ngay ở chính giữa. Dạ, ở đó ngay chính giữa.
Và chúng tôi nói cái ý nghĩa của Matsakata Tata đó là ý nghĩa của vĩ mô, và cái Ubekha là ý nghĩa của sự gọi là cách nói đại loại. Dạ, là cách nói đại loại. Một lần nữa chúng tôi nhắc quý vị là phải rất là cẩn thận ở trong ba cái ý nghĩa của chữ xả. Xả là buông bỏ, là nghĩa khác. Dạ. Ba xả, như là xả tài hay là hỷ xả đó là nghĩa khác. Cái khổ trong tiếng Việt mình đó là mình nói đến từ bi hỷ xả, nhưng mà cái chữ từ là mong chúng sanh được vui, bi là mong chúng sanh hết khổ, hỷ là vui theo cái hạnh phúc của chúng sanh, xả đó là giữ tâm an nhiên. Bởi vì mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, mình nhận thức cách khách quan. Nhưng mà khi người ta ghép lại hai cái chữ gọi là hỷ xả, thì cái chữ hỷ xả đó nó hoàn toàn khác với cái ý nghĩa của từ bi hỷ xả. Dạ, chúng ta nhớ như vậy. Trong cái ý nghĩa của tứ vô lượng tâm, hỷ là hỷ, xả là xả. Nhưng mà khi mà trong tiếng Việt nó hỷ xả như là tha thứ, xin Ngài lượng thứ, xin Ngài hỷ xả cho con, thì phải nhớ rằng chữ hỷ xả đó xài cho cái nghĩa là tha thứ, buông xả là nghĩa khác. Mà thọ xả mà có nghĩa là không khổ, không lạc, không hỷ, không ưu, thì cái thọ xả nghĩa khác. Mà cái chữ hành xả, hành xả trong Ubekha là nghĩa khác. Và hành xả đó là một cái biểu hiện, một cái biểu lộ của cái trạng thái sâu kín. Cái trạng thái sâu kín mà gọi là trạng thái vĩ mô đó, chúng ta gọi là tatra matchatata, tức là quân bình. Dạ, trạng quân bình. Thì ở đây là một cách nói trong nhiều chiều kích. Do đó riêng về cái bài học này, chúng tôi nhắc tất cả quý Phật tử là về cả phương diện ngữ và phương diện nghĩa đó, nó rất dễ gây cho chúng ta bối rối. Dạ, sự bối rối. Ngay cả trong tiếng Phạn đi nữa thì nó cũng cho chúng ta sự bối rối. Cách nói vĩ mô khác, cách nói đại loại khác, cách nói trong cảm thọ khác, cách nói theo tứ vô lượng tâm khác, mà cách nói theo cái sự vương bình là khác. Nói tóm lại là hành xả hay là quân bình ở trong cái sự biểu hiện, nghĩa là an nhiên, không có cực đoan, không có thiên lệch. Nhưng mà để có được điều đó đó thì nó cần một cái tâm vô tư khách quan. Mà để có được vô tư khách quan đó thì mình phải đặt bản thân ở cái vị trí mà chúng ta gọi là trung lập. Nếu chúng ta không đặt mình ở vị trí trung lập đó, thì chúng ta không thể vô tư khách quan được. Thì điểm này nó có chiều ngang, chiều dọc, có chiều sâu. Vì vậy rất cần, rất cần để chúng ta hiểu một cái tinh sát về điểm này. Nó là sự khác biệt ở trong đường tơ kẻ tóc thôi, về cái nghĩa cũng như là về cái chữ dịch. Do đó ngay trong bài học chúng tôi nói từ đầu rằng phải coi chừng, rất là cẩn thận về cả hai phương diện ngữ và nghĩa đó. Thì cái chữ tatramatchatata và chữ ubekha, chữ quân bình và chữ hành xả đôi khi rất là lẫn lộn. Và cái chữ xả là một ở trong những từ vựng Phật học mà được hiểu, bị hiểu lầm nhiều nhất. Dạ, một ở trong từ vựng rất dễ bị hiểu lầm, hiểu ý nghĩa hoàn toàn khác, nên chi chúng ta phải đặc biệt rất cẩn thận. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài giảng hôm nay ở tại đây. Trước khi bước qua phần thảo luận thì kính thỉnh không biết là Thượng tọa Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tự Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Dạ, và kính thỉnh Thượng tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn người tự trì, cảm ơn đại chúng. Cảm ơn.
con tự tọa minh hạnh, chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến tự tọa Giác Đẳng, tự tọa Pháp Tăng, tự tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tích Địa Tư Kỳ Tri, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. À, giờ kính bạch quý ngài, kính thưa bạch toàn thể quý vị, nếu chúng ta nói về thuộc tính của quân bình hay là tâm hành xả hay là cái thọ xả vân vân, thì đột là đi là thuộc tính nó quân bình, cái không có nghiêng nặng về về hỷ, về ưu, hay là tất cả các cảm thọ hay tất cả những cảnh vật gì nó xuất hiện mà do tâm nhận lấy, do tâm mặc cảnh đó, điều diễn trong trạng thái bình thường. Ở đây cái trạng thái bình thường nó chỉ mới phương diễn tiếng trong tâm. Cũng vậy, dầu cho cái cảnh đó là cảnh tốt hay là cảnh xấu, dầu đó cái lời nói đó là im tai hay là lời nói nhức óc, chửi bới khó chịu, là lời nói khen ngợi, lời nói chửi mắng vân vân, tất cả nếu như chúng ta giữ được cái tâm nó hành xả, hay cái tâm nó quân bình, ta trong mắt chúng ta thì đây là một điều hết sức là tuyệt vời, hết sức là tốt đẹp. Có thể nói rằng trong cuộc đời này, khi xúc chạm mà tâm chúng ta nhớ cái câu đó mãi mãi, tức là muôn thuở, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu. Nếu như không động không sầu đó, cái tâm nó ổn định, cái tâm nó yên vui, nó tốt đẹp đó, thì chúng ta tự tại và vô nhiễm sẽ là một thuốc lành cao thượng. Có thể nói cái tâm hành xả này là một cái tâm mà tất cả chúng ta phải nên học tập, phải nên luyện tập. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cuộc đời này chúng ta sống dễ đầy với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cảnh sắc cảnh tươi cảnh thú, cảnh sắc cảnh tinh, cảnh khí linh, cảnh dục cảnh xúc cảnh pháp, thì ở đó nó đều diễn tiến xuyên qua cho tâm mình vừa lòng, tâm mình không vừa lòng xuyên qua cái con mắt, cái lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân này, mà chúng ta biết chuyển hóa trong chút xíu. Chứ chúng ta đừng có chống chối, chúng ta đừng có chống chọi lại, chúng ta đừng có đối kháng lại thì chúng ta khổ. Nếu chúng ta được một điều chúng ta vui thích quá, chúng ta được nhiều tiền quá chúng ta thích, rồi chúng ta hết tiền chúng ta buồn, mà chúng ta được người ta khen chúng ta nở luôn mũi, chúng ta cũng như là rất là quan hỷ. Nhưng ngược lại khi bị người ta chê thì chúng ta cảm thấy rất là bực bội, cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực tức, vân vân. Khi chúng ta giữ được cái tâm quân bình đó, thì kính thưa quý vị, nó không có tạo cái động lực, đây là một điều đặc biệt, nó không có tạo động lực ác cho mình, và cũng như động lực tham ái. Cũng nhờ cái hành xả này mà thuộc tính tâm chúng ta nhớ, khi chúng ta hội tụ thì chúng ta biết rồi cũng sẽ ra đi, rồi cũng sẽ kết thúc. Tâm của mình đừng có quá vui nhiều, đừng có quá chạy theo nó nhiều, đừng có quá bị nó tác động một cách, tức là trực tiếp một cách quá nhiều điều, mà tâm của mình phải bình thản, tâm của mình phải nhẹ nhàng, tâm của mình phải yên vui thì tốt đẹp, thì rất làm cho ta trưởng thành, làm cho chúng ta phải nói rằng là vượt qua những cái hiểm này. Bây giờ mình nhớ ngày hôm qua nó vui quá, buổi sáng này vui quá, buổi chiều này vui quá, bây giờ buồn hiu, bây giờ ngồi một mình thì cuộc vui nào cũng tan, cuộc tiệc nào rồi cũng tàn. Hội ngộ sẽ nên mật chia ly, sanh là ký, tử là quy, nó là như thế, quy lực ngũ vi pháp nó là vậy rồi. Bây giờ mình sẽ không buồn nhiều, không vui nhiều, nó vừa thôi. Thì cái tâm hành xả đó chính là nó mang tới tốt đẹp cho chính chúng ta. Bởi vì mình gọi là cái nó thuộc về thuộc tính của tình ảo là như vậy.
để mà dưỡng cái tâm hành xả nó không phải là một chuyện đơn giản. Chúng ta phải khéo tu, chúng ta phải khéo tự tu luyện trong tâm mình, tự mình phải có một cái sự khắc chế, tự mình phải có một cái điều tập thôi, cũng như tu tập cái từ tâm mình. Những cái chuyện mà mình có thể bực bội, mình có thể sân si thì mà thôi, bây giờ mong rằng mình sẽ không sân si, mình cố gắng mình sẽ không sân. Dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với từ tâm, không nói với sân tâm. Mình sẽ không chửi mắng người ta, mình sẽ không suy nghĩ ác về người ta. Khi mình nói ra, mình chuẩn bị nói ra là mình có một cái tâm nó đã canh chừng rồi. Cũng như cái tâm của chúng ta vui quá thì chúng ta cũng nên được mình giữ lại cái tâm, cái tâm hành xả, tâm nhẹ nhẹ phải tập. Chứ còn để bây giờ cái trạng thái của tôi nó không vui không buồn, nó không vui không buồn nghe trong hiện tại đó, nhưng khi cái cảnh khi chúng ta đang nhẹ nhàng, tâm của chúng ta đang nhẹ nhàng bằng cái hành xả, nhưng khi chúng ta gặp cái nghịch cảnh thì sao đây, gặp cái thuận cảnh thì sao đây. Cái thuận cảnh tức là sắc tốt, thân tốt, khí tốt, vị tốt và xúc tốt. Thân xúc tốt thì chúng ta liệu chúng ta có vui không, mừng không? Rồi khi cảnh sắc xấu, sắc xấu, thân xấu, khí xấu, vị xấu và xúc xấu, chúng ta có bực bội không? Dạ, đây chỗ đó khi chúng ta suy nghĩ như vậy, tôi nói là có cần, có nắm, có được một cái gì đó, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng hãy nhẹ nhàng, hãy tỉnh thức ra một chút xíu, thì chúng ta không có bị tuyệt vọng, không bị sống trong một cái tâm bất thiện, hay chúng ta không sống trong cái tâm tham ái nó chạy dài. Bởi vì chúng ta luôn luôn biết cái người mà sống có cái tâm hành xả thì người đó có cái nội tâm nó vững mạnh lắm, người đó trưởng thành lắm, người đó không cần phải ồn ào náo nhiệt, nhưng có thể sống được, tự sống một mình, sống trong sự yên ổn. Bởi vì người ta nói nhiều khi á, người ta nói nhiều này nọ, nói các sư chúng ta thầy thế kia, nhưng sự thiệt, xin lỗi chư Phật tử, quý vị bước vào chùa đi, cuộc sống xã hội vì nó khác. Nhưng khi quý vị vào chùa, quý vị nói như thế nào, nói như thế nào, như cháu gì ở chùa, ở một phòng một mình. Nếu những cái chùa đông thì không nói, những cái chùa vắng vắng thì mới đêm về, cái sự hoang vắng, cái sự tĩnh lặng, cái sự tĩnh mặt của nó đó, cái sự tĩnh mặt, thì chúng ta mới thấy cái tâm tư mình như thế nào. Một là chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, ở đó cái tính hành xả nó xuất hiện, hay là cảm thấy buồn quá, hay cảm thấy sao mà nó nhạt nhẽo quá. Cái này chúng tôi nói thật cho quý vị, khi chúng ta thật sự chúng ta ở trong đi, mà ở trong chùa đó, hay là chúng ta cơn độc một mình đi, ở nơi nào đó đi, mà tâm chúng ta cảm thấy nó vững vàng, tâm chúng ta cảm thấy nó không có sợ hãi nữa, thì ngay khi đó chúng ta mới một phần nào đó gọi là tự tin. Cho nên nếu người nào mà tập cái tâm hành xả này mà chúng ta mang theo thì sẽ được tốt đẹp cho chính chúng ta. Mà ngược lại, có thể nói rằng là rất là nhiều điều sẽ mang tới cho chính chúng ta cái vui, cái buồn, cái giận, cái cười, cái hỉ nộ ái ố, vui buồn gì, nó đều là làm cho tâm mình mất đi cái giá trị hành xả, cái tính hành xả của cái trạng thái hành xả của chính mình. Bởi vì khi trạng thái hành xả này nó ngự trị trong tâm ta, nó càng lâu là chúng ta càng tốt, bây giờ nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị nô lệ cho tham ái, cũng không có bị cái trạng thái bực bội khó chịu của thân và tâm này. Và kính bạch thượng tọa, đây chính là đôi điều con nói để trong thời gian chờ đợi thượng tọa, và bây giờ cũng kính mong thượng tọa quay trở lại để điều hòa về thảo luận. Kính mong thánh ngài nam mô như chúng ta nhé.
sa thú kính thiên thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy. Nếu thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Dường như thượng tọa Pháp Tân không có ở trước máy. Đại đức Pháp Tính ơi, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Tính hoan hỷ và cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Mời quý Phật tử trả lời câu trắc nghiệm này. Thuộc tánh quân bình liên hệ đến pháp nào sau đây? A là buông xả, và giống như chúng ta nói xả thài, xả tài chẳng hạn. B là thọ xả, tức là một trong năm thọ, khổ lạc ưu hỷ xả. C là hành xả, ví dụ như là hành xả ba la mật chẳng hạn. D là hỷ xả, hỷ xả ở đây đôi khi chúng ta dùng nghĩa là tha thứ. Xin ngài hỷ xả chừng đỡ cho con. Thì chúng ta tìm thấy thuộc tánh quân bình nó liên hệ đến pháp nào trong A, B, C, D. Mời quý Phật tử trả lời và kính trình đại chúng Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Từ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với câu trắc nghiệm số 1. Câu trắc nghiệm số 1 hỏi thuộc tánh quân bình liên hệ đến pháp nào sau đây? A là buông xả, B thọ xả, C là hành xả, D là hỷ xả. Kính thưa quý vị, như ở trong bài giảng ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng đối với cái hành xả, đối với cái quân bình, cái trục tánh quân bình, có nghĩa là không có bị vướng vào ở tham hoặc là sân, nói chung là không có vướng vào bờ bên này hoặc là mé bên kia, thì đó là cái trạng thái hoặc là cái thuộc tánh của quân bình. Vậy thì cái đáp án A đó nói là buông xả. Buông xả thì buông xả có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không có nắm giữ, chúng ta không có chấp giữ một cái tư niệm hoặc là một cái gì đó, chúng ta không có chấp giữ, thành ra gọi là buông xả. Nhưng mà cái điều này đó, nó không phải là về cái thuộc tánh, cái thuộc tánh quân bình mà ngày hôm nay mình học. Rồi đối với đáp án B, thọ xả. Thọ xả đó thì chỉ về cái cảm thọ, chỉ về cái cảm thọ. Thí dụ như là chúng ta có thọ lạc, thọ ô, thọ hỷ, thọ xả, vân vân. Thì đó chỉ nói về riêng là về cảm thọ. Thành ra cái thuộc tánh mà quân bình đó, thì nó không phải chỉ liên hệ đến ở trong cái cảm thọ không. Đó. Thành ra đáp án A chúng ta cũng chưa có chọn được, đáp án B chúng ta cũng chưa có chọn được. Ở đây đó thì có cái đáp án C, cái danh từ và cái ý nghĩa nó sẽ gần với cái thuộc tánh quân bình hơn. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng khi mà nói đến tất cả mắt ta đó, cái thuộc tánh quân bình đó, thì có đôi khi chúng ta gọi là hành xả, có khi chúng ta gọi là cái hành xả. Thành ra đó, đối với đáp án C này nhé, thì nó gần với cái thuộc tánh về quân bình. Còn đáp án D, hỷ xả. Hỷ xả thì
Cũng như là khi mà ai mà người ta làm cái gì đó, mình có cái ý mà nó buồn phiền hay là không có vừa lòng, thì mình nói vui lòng, hỷ xả rồi, vân vân. Nhưng mà nó không phải cái thuộc tánh của quân bình. Ở đây đó thì trong bốn cái đáp án này đó, chúng ta chỉ có thấy rằng đáp án A và đáp án C thì nó sẽ gần với cái câu trả lời hơn. Nhưng mà dựa theo cái danh từ đó, cái danh từ và cái thuộc tánh đó, thì chúng ta chọn cái hành xả. Chúng ta chọn cái hành xả thì nó sẽ gần với câu trả lời hơn. Thì vậy thì chúng tôi thấy Tipitaka, Huệ Ngọc, Pháp Lữ, Giang Nhật Hà, Úc, Diệu Giác, Châu Phan, thấy đa phần quý vị chọn cái đáp án C. Chúng tôi thì cũng chọn cái đáp án C luôn. Nếu mà chúng tôi sai thì quý vị cũng sai luôn, mà quý vị sai thì chúng tôi cũng sai. Và con bạch thượng tọa, ở trong cái câu trắc nghiệm này thì con chọn cái câu C làm cái câu đáp án. Nếu có gì không phải, không đúng thì thỉnh thượng tọa bổ túc lại dùm chúng con. Và bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thuộc cái chân trình trị pháp tính đó. Hồi nãy thấy có thượng tọa Pháp Tân, nhưng mà bây giờ không biết quý vị thấy thượng tọa Pháp Tân có ở trước máy không? Chắc chúng tôi không thấy thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy. Xin được hỏi Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và Sư Nguyên Thông có nghe không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông khoan hỷ cho đáp án của trắc nghiệm số 2. Dạ, Sư Nguyên Thông cũng không thấy. Xin hỏi thượng tọa Tuệ Quyền. Ô, dạ có Sư Nguyên Thông. Xin thỉnh Sư Nguyên Thông cho đáp án của trắc nghiệm số 2 và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm này. Câu nào sau đây được xem là đúng khi nói về pháp Tatra Machatata? A, thái độ an nhiên do chấp nhận bản chất tự nhiên. Dạ, thí dụ như là mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Do mình chấp nhận mỗi chúng sanh đều cũng có nghiệp riêng, chúng ta không có bực bội, không có đòi hỏi là mỗi người phải giống nhau, mỗi người phải hoàn hảo, bởi vì mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Đó là thái độ chấp nhận bản chất tự nhiên, do đó chúng ta đạt được sự an nhiên. B là chấp nhận bản chất tự nhiên đến từ tinh thần khách quan. Đã gọi là chấp nhận được bản chất tự nhiên thì không phải chủ quan chấp nhận bản chất tự nhiên được, mà phải là rất là khách quan mới chấp nhận được bản chất tự nhiên. C là tinh thần khách quan đến từ sự lựa chọn vị thế trung lập không thiên vị. Vị thế trung lập không thiên vị tức là vị thế chúng ta gọi là ở đó ngay chính giữa Tatra Machatata. D là cả ba câu A, B, C đều đúng. Mời quý vị cùng trả lời và kính thỉnh Sư Nguyên Thông hãy cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con lĩnh sư phụ xin có cho cái câu trắc nghiệm. Hỏi rằng câu nào sau đây được xem là đúng khi nói về pháp Tatra Machatata? Câu A nói rằng thái độ an nhiên do chấp nhận bản chất tự nhiên, như là mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Cái thái độ an nhiên do chấp nhận bản chất tự nhiên, cái này là chữ cái Tatra là cái Machatata, tức là ngay đó, ngay nơi cái chính giữa đó là thái độ an nhiên chấp nhận bản chất tự nhiên. Tức là mình không có nghiêng về một chỗ nào, thì cái câu này nó là đúng như vậy. Còn B là sự chấp nhận bản chất tự nhiên đến từ tinh thần khách quan. Là nó cũng như là câu trước, là mình chấp nhận cái bản chất tự nhiên đến từ cái tinh thần khách quan, tức là mình không nghiêng về bên phải, không bên trái.
thì cái câu này cũng giống như câu A. Bà nói là cái nghĩa của chữ tatramatchatata, tức là ngay đó, à, ngay chính giữa, tức là mình không nghiêng về bên nào. Còn câu C là tinh thần khách quan đến từ sự lựa chọn vị thế trung lập, không thiên vị. Thì cái câu C này cũng giống như là AB, tức là tinh thần khách quan, tức là mình không có nghiêng về chỗ nào, tức là không cộng sản mà cũng không cộng hòa, tức là mình không nghiêng về bên nào cả. Tức là tinh thần khách quan đến từ cái sự lựa chọn vị thế trung lập không thiên vị. Thì câu này cũng giống hai câu trên. Thì do đó thì cái câu D là cả ba câu ABC đều đúng. Thưa sư phụ, là cái câu này, cái câu trắc nghiệm này, sư phụ đưa ra cái ba cái sự đáp án này để làm rõ nghĩa thêm chữ tatramatchatata. Thì ơn sư phụ, và nhìn lại thì con thấy là giác minh pháp lữ huệ ngọc giang nhất hà trà khúc diệu giác tibi tất cả và từ bi và châu phan, phải công nhận là Phật tử trong room này quá là siêu đẳng. Con thấy là như vậy, không biết là cái sấy của con đúng hay sai. Con xin mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú cái trường sư Minh Thông, thượng tọa Tây Nguyên ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tây Nguyên đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 3 và sau đó thượng tọa Tây Nguyên sẽ cho đáp án. Câu nào sau đây được xem là đúng theo Phật pháp nói chung và Thắng Pháp Tạng nói riêng? A. Tất cả tâm tịnh hảo đều có thuộc tính quân bình. Dạ. Tatramatchatata. B. Tâm xả không thể đồng sanh với tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Dạ. Thí dụ như ở trong bốn pháp vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó, thì có tâm hỷ thì không có tâm xả, có tâm bi thì không tâm xả chẳng hạn. Dạ. Tâm xả là một trạng, tức là được kể nhưng bốn tâm đó là bốn trạng thái khác nhau. C. Khi tâm tu tập với trình độ cao, đạt đến trạng thái xả niệm thanh tịnh. Dạ. Thường thường chúng ta có quan niệm rằng cái tâm nào khoan hỷ, tâm nào phấn khởi, tâm nào hưng phấn đó, thì cái đó là tâm thiện đặt ở cao độ. Nhưng mà kỳ thật trong cảnh giới của thiền định, tu càng cao thì cái trạng thái xả niệm thanh tịnh nó càng trở nên nó là một trạng thái chủ vị cho những cái chi thiền. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng tọa Tự Nguyện hoan hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bố Tha. Dạ, đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn sư tử kia, cảm ơn đại chúng. Đại chúng con kinh lễ đến chư Tăng, kính chào, đại chúng tôi được cùng chư Phật tử. Câu hỏi thảo luận số 3, hỏi rằng, câu nào sau đây được xem là đúng theo Phật Pháp nói chung và Thắng Pháp Tạng nói riêng? Tất cả tâm tịnh hảo đều có thuộc tính quân bình. À, đây là cái đầu của chúng ta nhớ. Cái tâm tịnh hảo, tức là cái tâm tốt. Hay là sự tịnh hảo biến hành, thì nó chúng ta xem coi nó có thuộc tính, nó có thuộc gì không.
Và nó đến tâm tình ảo thì cái tâm không tốt. Nó có thuộc tính, ở trong đó nó có vướng cái thuộc tính quân bình. Dạ. Câu này có thể chấp nhận cho tinh thần của vị diệu pháp. Cái thứ hai, tâm xả không thể đồng sinh với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, đúng như vậy. Bởi vì tâm từ, cái sự mát mẻ, và cái sự thương xót, và cái sự vui mừng, từ bi hỷ xả, cái thuộc tính tâm của nó khác cái trạng thái tâm, cái xả mà, bởi vì xả đó thuộc tính, không có dao động, mà những cái tâm này, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ này, nó có tính dao động. Cho nên chúng ta loại suy. Khi tu tập, khi tâm tu á, khi tâm tu tập có trình độ cao, đạt đức là đại niệm thanh tịnh. Ở trong đó nó có cái gì? Có trạng thái của chủ tính tâm nó như thế nào? Cái chữ xả trong đây, chúng ta thấy nếu chúng ta tu tập đến một trạng thái, mà phải nói rằng một trạng thái mà xả niệm thanh tịnh, một cái cao cấp của thiền định mà chúng ta biết tứ thiền, thì nó có thuộc tính của xả niệm đó, mà nó liên quan. Cho nên nếu nói về thuộc tính của thắng pháp thì đây, tất cả các câu trên thì ở đây chúng ta có thể chấp nhận được. Thì ở đây chúng ta thấy cái thuộc tính của xã nó là nó cũng lớn, chứ không phải không là đơn giản, nhưng nó chỉ đối lại với những cái tâm chẳng hạn như là ngay cả tâm bi tâm hỷ rồi, nó cũng chính là thuộc tính tốt đó chứ, nhưng điều mà nó không thể đi đồng sanh, nó không thể đi chung với nhau được như vậy. Cho đây là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu như vậy. Và xin chúc mừng đến Quỳnh Ngọc cũng trả lời đây, Giang Nhất Hà trả lời đây, Giang Nhật Hà, rồi Bình Minh Hoàng Hôn trả lời đây, Từ Mạnh trả lời đây, Giác Minh trả lời đây, Chí Biết Tất Cá trả lời đây, Khích đây, Diệu Giác trả lời đây, và tất cả đã trả lời đây. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Phật Thầy nhé. Sa thú kính trường trụ tọa trời quyền. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu số 4. Không biết là đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Dạ vâng, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 4. Điều nào sau đây là biểu hiện của thuộc tính quân bình? Thuộc tính quân bình đó, nó là cái cách đối của vĩ mô, nhưng mà trong sự biểu hiện là cách đối đại loại đó, thì điều nào sau đây là biểu hiện của thuộc tính quân bình? A là biết chân mực, và biết chân mực tức là không cực đoan. B là không có thiên vị, tức là không quá dư, không quá thiếu, không quá bệnh, không quá nghiêng về bên phải, không quá nghiêng về bên trái. C là khách quan,
khách quan tức là sự không có thiên, là sự vô tư. Khách quan tức là nhìn sự việc thế nào thì nhận như vậy. Đây là cả ba câu ABC. Mời quý Phật tử trả lời và xin kính thỉnh đại đức Tấn Quang Hỷ chào đáp án. Nam mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 4. Câu trắc nghiệm số 4 hỏi rằng điều nào sau đây là biểu hiện của thực tánh bình ta cha mất chất ta. Thì chúng ta đã biết quân bình rồi, cái thuộc tánh quân bình rồi, có nghĩa là không có thiên lệch về phía bên nào hết đó. Vậy thì cái đáp án A đó là biết chừng mực, thì thường thường chúng ta có được cái thuộc tánh quân bình đó, thì chúng ta biết chừng mực, có nghĩa là mình biết vừa đủ đó, mình không có bị thái quá ở bên tham, hoặc là mình không có bị thái quá ở bên sân, có nghĩa là mình luôn luôn biết cái sự vừa đủ, chừng mực vừa đủ. Đáp án B là không có thiên vị, không có thiên vị. Thường thường á, quý vị thấy rằng cái trục tánh quân bình này đó, nó không có vướng vào những cái cực đoan, hoặc là nó không có thiên chấp về một cái ý bên nào hết, luôn luôn giống như là giống như mà một cái người mà người ta đánh cái cổ xe ngựa mà người ta điều khiển nó được đồng điều với hai con ngựa hoặc là bốn con ngựa gì cũng vậy, người ta cũng điều khiển một cách đồng điều đó. Thì cái sự không thiên vị, không thiên vị là có nghĩa là không có vướng vào, không có vướng vào một cái khía cạnh bên nào hết đó. Đây là cái gì thì ở trong cái đáp án A, đáp án B đó, biết chừng mực rồi không có thiên vị thì nó cũng nằm ở trong cái thuộc tánh của tất chất mất chất tất ta đó. Rồi đáp án C là khách quan. Khách quan có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với cái sự việc đó nó như thế nào thì mình nhìn nó như vậy, mình chỉ biết nó là như vậy thôi, chứ mình không có bị vướng vào sân, không có bị vướng vào si. Ví dụ như là khi mà cái cảnh sắc nó xanh lên thì chúng ta cái cảnh đó nó tốt hay là nó thì chúng ta cũng không có cỡ lên tham, là không có cỡ nó là như vậy, chúng ta ghi nhận nó là như vậy thôi, thì trong cái trường hợp đó gọi là khách quan. Còn đáp án D là cả ba câu ABC. Vậy thì chúng ta thấy rằng là câu A nó cũng nằm ở trong cái thuộc tánh quân bình, câu B cũng nằm trong cái thuộc tánh quân bình, câu C cũng vậy, cũng nằm trong thuộc tánh quân bình. Thành ra chúng ta không thể nào chúng ta bỏ đi cái đáp án nào được. Thành ra chúng ta chọn cái đáp án D là cả ba câu ABC. Dạ. Câu D. Dạ, bây giờ cái con xin chọn cái đáp án D là cả ba câu. Hầu như quý vị đều chọn đáp án D hết. Chúng tôi thấy tất cả mọi người cũng chọn đáp án D. Xin chúc mừng quý vị. Bây giờ thì con xin nhau thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Sa thú kính trực đại đức Tịnh. Sư Minh Thông, Sư Minh Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin thỉnh Sư Minh Thông cho đáp án câu trắc nghiệm số 5. Dạ. Mời quý Phật tử trả lời câu nào sau đây được xem là đúng khi nói về thuộc tánh quân bình. Và thuộc tánh quân bình có đôi khi chúng ta gọi là hành xả đó. A. Hành xả không phải là sự lãnh đạm vô cảm.
B, hành xả không phải là thọ xả. C, hành xả không phải là sự buông xả. D là cả ba câu trên. Mời quý phương tiện trả lời và kính thỉnh sư Thông Quang Hỷ cho đáp án. Hỏi rằng câu nào sau đây được xem là đúng khi nói về thuộc tánh quân bình? A là hành xả không phải là sự lãnh đạm vô cảm. Cái hành xả này là nói cái hành động của người hành giả đó, mà hành xả đây là cái người đó không có nghiêng về bên nào cả, bởi vì xả mà. Cho nên thì cái câu này là cái câu đúng của nó. B là hành xả không phải là thọ xả. Cái thọ xả là cái cảm giác, cái cảm thọ. Nhưng mà còn cái hành xả này là cái hành động, cái tâm của người hành giả đó, là họ không có nghiêng về bên nào, họ có không có vướng vào cái chỗ nào bên phải bên trái gì cả. Là câu này là cũng đúng. Còn câu ABC, câu này cái thứ ba nó không phải là D, hành xả không phải là sự buông xả. Cái đó là câu C. Hành xả không phải là sự buông xả. Hai cái chữ hành xả và cái chữ buông xả này thì con thấy nó như giống nhau, bởi vì hành xả là có cái dụng tâm của người hành giả đó không vướng vào nhiều cả. Còn buông xả là buông xả, là buông bỏ. Buông xả là buông bỏ, tức là cái người này nó xả tài ra thì gọi là buông xả. Đúng rồi, hành xả không phải là buông xả, bởi vì cái hành xả này là cái tâm của người hành giả đó không vướng vào cái bên phải bên trái, hay là cộng sản hay là cộng hòa, thì không vướng vào cái đó. Còn cái buông xả này á, là có cái sự việc là cái người hành giả đó có cái tâm từ bi, họ xả bỏ, xả tài. Chỉ cái buông xả này ở đây nó có thể nghĩa là cái sự xả tài để làm cái gì đó. Bởi vì vậy này, cho nên câu D này là trên sự lãnh đạm vô cảm. Thì cái câu hỏi là câu nào sau đây được xem là đúng khi nói về thuộc tánh quân bình? Tatra mắt chấp tatra, hành xả không phải là sự lãnh đạm. Đó là thuộc tánh quân bình, hành xả không phải là sự lãnh đạm. Vô cảm. Thì cái hành xả này là cái người hành giả đó đã buông xả ra. Ồ, hành xả là không phải là sự lãnh đạm vô cảm. Lãnh đạm vô cảm là indifferent. Còn hành xả này là cái người đó không phải là sự lãnh đạm vô cảm. Nó đúng rồi. B, hành xả không phải là thọ xả. Thọ xả là cái cảm giác, cái cảm thọ của người hành giả đó, cái cảm thọ đó, cảm thọ cũng không có vướng mắc. Còn hành xả này là cái hành động của cái tâm, mà cái tâm đó là buông xả nữa. Cho nên hành xả không phải là thọ xả, không phải cái cảm thọ. Hành xả không phải là cỏ đó. Thì đó cũng là thuộc về cái bản chất là không có vướng mắc, không có nghiêng vào chỗ phải trái, đúng sai. Còn D là hành xả, C là hành xả không phải là sự buông xả. Hành xả, sự buông xả là bố thí, xả tài để mà đối trị cái tâm bổn sẻn của mình. Còn hành xả này
hành xả này là cái tâm của hành giả đó không vướng mắc, không vướng mắc, không tham lam. Vậy để vào ba câu trên vô đó thì theo cái sự mà định nghĩa và hiểu rõ như vậy thì con thấy cô Từ Mẫn bình minh hoàng hôn diệu giác Tipitaka là tam bảo, trà khúc cũng đê, từ bi cũng đê. Giác minh cũng đê. Dạ kính thưa sư phụ, con là thấy là cái đáp án của con là cô đê và Phật tử đều con đê hết. Nếu như vậy thì đúng thì Phật tử rất là siêu sao. Tuy nhiên thì con thấy rằng vì là chúng ta là chưa phải là đắc quả, cho nên có thể nói là sự suy tư còn có những thiếu sót. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con chưa nói đúng. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú xin chân sư huynh thông. Đáp án của cô trắc nghiệm số 5 đó là chữ D. Bạch sư tọa tuyệt quyền, sư tọa có còn ở trước mắt và sư tọa có nghe rõ không? Sư tọa phát hỷ chia sẻ một điều là ngày nay có cái quan điểm tương đối phổ thông đó, là ở trong bốn pháp từ bi hỷ xả, từ là mong cho người được vui, bi là thương xót người đau khổ, hỷ là vui theo hạnh phúc của người, xả là tha thứ cho những lầm lỗi. Thì nếu quan điểm xả là sự tha thứ thì nó sai ở điểm nào và nó đúng ở điểm nào? Xin kính thỉnh sư tọa thượng vị. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, cảm ơn đại chúng đã được nghe rõ, dạ, của kinh lễ cũng chưa tặng, dạ, chào tất cả đại chúng. Ở đây chúng ta thấy cái trạng thái mà từ bi hỷ xả. Xả trong xả này, nó có một cái ý nghĩa là tha thứ, có phải không? Chúng ta nhớ cái sự tha thứ đó, tức là bỏ qua cho cái lỗi lầm của người, những cái việc làm của người gây tới cho mình, thì trạng thái đó trạng thái buông bỏ ra, tức là chúng ta không có còn hậu phúc nữa. Còn cái chữ xả trong cái tâm, từ bị chữ xả là cái trạng thái tâm luôn luôn nhẹ nhàng, không có bị dính mắc bởi cái mười cái sân, cái tham, bởi ngoại cảnh tác động vào tâm của mình, để cho tâm mình nhiều khi bực bội, nhiều khi tâm của mình và nó dính mắt. Đây là một điều đặc biệt. Còn và đặc biệt một điều á, khi chúng ta tu tập, tâm chúng ta mong rằng tâm mình đó luôn luôn nhẹ nhàng, tâm mình luôn luôn được thoải mái, tâm mình không có bị dính mắc bởi tham, bởi sân, tâm của mình không có bị ngoại cảnh nó làm tác động vui buồn. Cái trạng thái tâm như vậy nó khác hơn là cái chuyện mà người ta gây một cái nhân tới cho mình, từ chỗ đó mình buông ra, tức là gây cái bực bội của mình hay là gây lỗi cho mình, bây giờ mình tha lỗi hay là một điều gì đó thiếu sót, làm gì đó mình cảm thấy mình không vừa lòng thì giờ mình tha cho người ta cái điều hay, người ta là đã làm sai thì mình tha cho người cái điều sai đó, trong cái việc lời nói hay là hành động mà họ mang tới cho mình, là chúng ta làm cho chúng ta phải bị coi như là bực bội khó chịu hay là làm cho chúng ta mất mát, thì chúng ta tha thứ hay là chúng ta buông bỏ, đây chính là giá trị buông xả cho người.
thì không phải là cái chữ xã của mang tính từ việc của xã. Bởi vì cái trạng thái vô lượng tâm còn rộng hơn cái tâm, để mà duy trì cái tâm nó nhẹ nhàng, thì khi người ta có làm mất mát cho mình thì cái tâm mình muốn buông xả rồi, cho mình không có dính mắt, chứ là cái tâm mình vốn là xả rồi, cho nên có vui có buồn gì nó không là vấn đề nữa. Đó chính là một cái giá trị mà nếu mà người tu như nãy chúng tôi đã nói, cái người tu mà đạt đến cái chỗ này thì nó cũng là hay lắm. Thì cái trạng thái tâm đó, nó còn cao hơn cái chỗ này nữa, là khi có lực tác động, khi có nhân tác động để cho chúng ta, rồi chúng ta mới buông xả người ta ra, mới buông xả buông, mới bỏ qua cho người, thả thứ cho người. Mà ở đây cái cảnh nhẹ, cái cảnh mà vừa lòng ta, ta cũng buông xả, tức là ta cũng phải có một trạng thái cái tâm nó xả, cái tâm bế kha, cái trạng thái bế kha, cái ta cần làm một điều nào bế kha đó, yeah. Bế kha này đã là như vậy, thì cái quan niệm á, đúng á, là chúng ta chỉ đúng là tôi từ bi hỷ xả, tôi bỏ qua cho người, thì nó chỉ có một tính, tức là cái tính nói bằng cái lời như vậy, nhưng cái điểm sai chỗ, tức là cái tính của nó khác, còn cái sự của nó thì giống như cái của như mình xả bỏ cho người, để nó xả bỏ cho người, của cái mình hành, cái tâm mình, cái tâm nó, cái tâm từ bi hỷ xả, cái trạng thái của tâm nó khác nhau vô cùng, khác nhau. Của cái tâm bực bội khó chịu, bây giờ chúng ta không giữ cái tâm bực bội đó nữa, thì chúng ta buông xuống. Còn cái trạng thái tâm giữ gìn cho mình không vui cũng buồn, thì cái điểm đó là theo trên tinh thần Kinh Bạch Thượng Tọa con suy nghĩ và con trả lời như vậy. Nếu có nếu cần bổ túc thì Kinh Bạch Thượng Tọa bổ túc để cho con hậu dụng thảo luận được hoàn mãi. Dạ, Nam Mô Đức Thầy ạ. Sa thủ cái trình thực tập tự quyền. Thưa Phật tử, còn một vài giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi xin được tiếp theo lời của chư tăng. Trước nhất là trong thắng pháp thì không dùng chủ Upekha để chỉ cho hành xã, mà thay vào đó dùng cái chữ trung lập. Chứ khi lẽ ra phải dùng chữ trung lập, nhưng mà nói là thuộc cánh tánh trung lập đó, thì nghe nó hơi chính trị một chút. Ngày hôm nay chúng ta chỉ trung lập, thì chúng tôi tạm dùng cái chữ gọi là quân bình, cân phân, chữ cân phân hay là quân bình. Nhưng mà đúng nghĩa cái chữ tatra machatata có nghĩa là ở đó ngay chính giữa, ngay chính giữa, tức nghĩa là không có thiên về bên này, không có thiên về bên kia. Thì chính cái chuyện mà đặt cái tâm ở cái thế trung lập đó, nó tạo nên một điều gọi là khách quan. Và sự khách quan đó, nó cho phép chúng ta chấp nhận sự thật. Và chính thái độ chấp nhận sự thật đó, nó dẫn tới thái độ an nhiên, nó sẽ tránh cho chúng ta được cái sự gọi là vui buồn quá độ, hay là cực đoan ở trong cảm xúc, cực đoan ở trong cái nhìn. Lấy ví dụ là một điểm mà Đức Phật khuyên tất cả chúng ta là nên hiểu rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Thì về điểm này đó, ví dụ như chúng ta làm phước, mình thấy người ta khổ, thì mình có sự xúc động, có sự trắc ẩn, có sự cảm thông sâu sắc. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy người khác khổ mà chúng ta khổ theo,
chúng ta xót xa, chúng ta bất nhẫn, và đến cái mức độ mà sầu lụy, thì như vậy là chúng ta đã để cho cái sự cảm thông hay tâm bi mẫn nó đi đến thái độ cực đoan, là chúng ta sẽ bị chênh vênh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thấy người khao đau khổ mình thương, nhưng mình cũng nên hiểu rằng những chúng sanh đó có cái nghiệp riêng của chúng sanh đó. Đây là một vấn đề rất là khó hiểu. Trong Phật giáo Bắc truyền đó, thì cái sự quân bình đó người ta gọi là trí tuệ. Nhưng phần, ở trong năm Trong tông đó, trong phần Trinh Tạng Bali đó, thì trí tuệ là trí tuệ, mà cái sự quân bình của xã là sự quân bình. Trong Phật giáo Bắc truyền thì người ta nói đến một cái cao điểm của sự giác ngộ giải thoát đó, đó là sự dung thông giữa đại bi và đại trí. Đại bi tức là thương xót tất cả chúng sanh đau khổ, và đại trí là đủ cái khả năng an nhiên của trí tuệ bát nhã. Ở trong đại bi thì có chúng sanh khổ, chúng sanh vui, nhưng mà trong cái trí bát nhã đó, thì tất cả đều là không hết, tất cả không. Do đó cái cao điểm mà hài hòa giữa đại bi và đại trí chúng ta gọi là Om Mani Padme Hum. Án Mani Padme Hum có nghĩa là Mani là trí tuệ, là viên ngọc, và Padmani là hoa sen, là tượng trưng đại bi. Đó là sự kết hợp dùng nhuyễn, sự kết hợp dùng nhuyễn của đại bi và đại trí. Nhưng mà sự kết hợp dùng nhuyễn đó ở trong tam lạng Mali thì được xem như là của bi và xã, nhưng mà cũng có từ bi hỷ xã. Cái này là một điểm tương đối rất là tế nhị. Là bởi vì sao vậy? Khi mà mình thấy người khổ, thí dụ như là mình đi ra đường thấy những người vô gia cư, những người homeless, mình rất là xúc động và tìm cách giúp họ, thì đó là giúp bằng tâm bi. Nhưng mà nếu do mình giúp họ mà mình trở về mình cảm thấy rai rứt, cảm thấy khổ, cảm thấy buồn, thì mình để cho tâm mình trở nên buồn, thì cái đó mình thiếu cái tâm xả. Bởi vì tâm xả đó là cái tâm là thấy rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, những người đó có nghiệp riêng của họ, thì họ phải như vậy. Chúng tôi nhớ là các vị thiền sư cũng thường nói đó, là mình đòi hỏi mọi sự vẫn đều tốt đó. Nó giống như là mình đòi hỏi tất cả những cái năm ngón tay đều phải bằng nhau, hay là mình đòi hỏi rằng những người con ở trong nhà đó nó đều tốt như nhau, thành công như nhau, đều đẹp như nhau. Thì cái đòi hỏi đó nó là một sự đòi hỏi cực đoan. Chính cái sự đòi hỏi đó là sự đòi hỏi đi xa thực tế. Bởi vì cái thực tế là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Vì vậy cái câu mà để cho một người tu tập tâm xã đó là cái câu thường nói rằng Sappe Satta Kammasaka, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Kamada Yada là kẻ thừa tự nghiệp, và Kamayuni là sanh ra từ cái nghiệp là thai tạng, nghiệp là bào thai, nghiệp là thai tạng. Kamapandu là nghiệp là quyến thuộc. Thì nếu mà chúng ta có cái nhận thức như vậy đó, gọi là nhận thức khách quan, từ nhận thức khách quan như vậy đó, nó tạo cho chúng ta có cái bình về cảm xúc. Thương xót thì thương xót, cảm thông thì cảm thông, nhưng mà không phải vì cái sự thương xót cảm thông đó mà chúng ta trở nên bi lụy. Và cũng không phải là vì cái sự an nhiên mà chúng ta trở nên lãnh đạm. Cái này là cái rất là khó hiểu. Mình thấy giúp người khác, nhưng mà trong sự giúp đó không quá vui, không quá buồn, không lấy cảm xúc làm chuyện lớn. Chúng tôi hồi nhỏ ở trong gia đình có một người mợ có cái tính là hay giúp cho người khác, nhưng mà khi thấy có ai khổ, ví dụ họ bị trúng gió hay là họ bị đứt tay đứt chân thì rối lên, lăng xăng lên. Và vì đừng nghĩ được cái sự lăng xăng rối lên đó, đó là biểu lộ của sự quan tâm, nhưng mà thật ra không phải vậy. Mình có thể quan tâm người khác bằng sự điềm tĩnh. Quý vị có tin như vậy không? Tức là
mình thấy người ta bị đứt tay đứt chân, bị thương tích, hay là thấy người ta bị bệnh đó, mình vẫn có thể lo, mà lo trong một cái trạng thái điềm đạm, chứ không có không có bối rối, không có lăng xăng. Thì cái sự điềm đạm đó đó, nó là thể hiện của sự quân bình, thể hiện của cái đức tánh xả ở trong từ bi hỷ xả. Tại chúng tôi nhắc lại một điều đó là cái biểu lộ mà quan trọng nhất của xả, của hành xả đó, đó là sự an nhiên, không có cực đoan, không có manh động. Nhưng mà để có được như vậy đó, thì chúng ta cần sự thật như thế nào thì chấp nhận như vậy. Cái sự thật đó là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, không ai có thể hoàn hảo, và chúng ta không đòi hỏi mọi người phải giống nhau. Mà muốn được như vậy đó, thì cái tâm của chúng ta phải khách quan. Và muốn được cái tâm khách quan đó, thì chúng ta phải đặt mình vào cái vị thế trung lập. Tá-trá-má-chá-tá-tá. Cái này là cái hơi khó hiểu, nhưng mà nó có tính cách như là một cái trình tự vậy đó. Một trình tự, cái sự biểu lộ, sự an nhiên là ở bên ngoài, nhưng mà cái sự sâu kín ở bên trong đó là một thái độ quân bình. Bởi vì chúng tôi có nhắc là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó, Ngài có dạy rằng trong những đức tánh tu tập, có một đức tánh mà tưởng là dễ nhưng mà không dễ, đó là biết chừng mực. Dạ, sống ở chừng mực là khó lắm. Ở trong trong kinh đó, Đức Phật Ngài Ngài có dạy về bảy pháp mà là cái biểu tổ lộ của một cái biểu tướng của một vị thiện trí thức. Đó là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội và tri độ. Thì tri nhân, tri quả có đôi khi chúng ta biết là tri nghĩa pháp, tri nghĩa. Nhưng mà cái mà biết người, biết nhân, biết quả rồi, nhưng mà biết người, biết ta, nhưng mà biết cái thời gian nào nên và thích hợp và không thích hợp, biết thời thích hợp không thích hợp, biết chúng là ai thì mình nói như thế nào là đúng. Nhưng mà đặc biệt là tri độ, là biết cái vừa phải và biết cái chừng mực. Cái biết đó là dấu hiệu của người thiện trí. Nói một cách khác là khi mà mình còn nhỏ mà mình không có được học hỏi, mình không có được huấn luyện đó, thì con người chúng ta không biết điều độ, không biết chừng mực. Nhưng mà càng trưởng thành đó, thì cái sự chừng mực đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Chừng mực ở trong cái nhìn, mà cái sự chừng mực đó cũng là một tinh thần khách quan, quý vị. Cái gì vừa phải, coi vậy chứ. Nhiều khi mà mình nghĩ nó không có quan trọng, nhưng mà nó quan trọng lắm. Chúng tôi có nghe một nghệ sĩ, họ nói như vậy là cái mà đáng sợ ở trong nghệ thuật đó là làm lố. Cái chữ làm lố nghĩa là mất đi cái sự quân bình, mất đi cái mà chúng ta gọi là cái mức độ vừa phải đó. Và cái sự phải chăng rất là quan trọng. Mà con người thường thường hay làm cái gì làm lố đi. Thí dụ mình lễ phép, mà lễ phép quá lố thì nó cũng có vấn đề. Chứ phải là lễ phép cái nào cũng tốt hết. Hay là mình nói mình cái ăn món ngon, mà mình ăn quá nhiều nó cũng không ngon nữa, thưa quý vị. Hoặc giả là thuốc hay, nhưng mà không nghĩa thuốc hay mình uống nhiều là tốt đâu. Thuốc hay uống đúng liều lượng thì tốt. Nhưng gọi là đúng liều lượng có nghĩa là nó có cái chừng mực nào đó. Dạ, mình phải biết ở chừng mực. Và chúng ta nhớ rằng trong một cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng đó, thì bài pháp đó tên là kinh chuyển pháp luân. Nhưng cái câu đầu tiên mà Đức Phật giảng trong kinh chuyển pháp luân đó là có hai cực đoan mà bậc xuất gia nên tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Thì cả hai đều là thấp hèn, không lợi lạc và mang lại khổ đau. Dạ, thì cái chữ mà bách chấp đá là trung đạo, nó cũng có nghĩa là vừa chừng, không cực đoan. Dạ, trung đạo nghĩa là không cực đoan. Thì cái không cực đoan hay là sự chừng mực đó là một cái đức rất là rất là cần thiết ở trong nhiều trường hợp lắm. Dạ, như quý vị thấy rằng chúng ta sinh hoạt ở đây mà một điều nào đó mà chúng ta nói dư quá, hay điều mà chúng ta nói thiếu quá, nó cũng là vấn đề. Mà nếu chúng ta chúng ta nghiêng nặng về một cái gì quá, nó cũng là vấn đề.
cái xã hội Mỹ ngày nay về phương diện chính trị người ta gọi là polarized society, polarized tức nghĩa là cái xã hội nó bị chênh vênh, nó nghiêng về một cực nào đó. Ghét thì thiệt là ghét, thương thì thiệt là thương. Một người ghét thì mình không thấy họ có gì tốt hết, một người thương thì mình không có gì xấu hết, thì chúng ta có vấn đề. Đó là polarized, tức là chúng ta rơi vào xã hội cực đoan đó. Giờ xã hội bị rất là nguy hiểm. Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến một cái chữ mà một cái câu nói mà hồi nhỏ chúng tôi rất là thích. Họ nói rằng khi mình thương ai thì cũng nên biết cái nhược điểm của người đó, mà khi mình ghét ai thì mình cũng nên biết ưu điểm của người đó. Và nếu mà mình thương ai mà nghĩ người đó họ làm cái gì cũng là thần thánh hết, mà mình ghét ai nghĩ là người đó làm cái gì cũng bậy bạ hết, thì coi chừng chúng ta có vấn đề. Cái sự chừng mực trong đời sống nó là cái gì rất là khó. Thật ra thì Ngài Tịnh Sự Ngài cũng nói rằng ở trong cuộc đời này mình tìm những người có tài đó thì kể ra cũng dễ tìm, mà tìm một người mà có sự hiểu biết chân mực, cái gì là vừa phải. Nói theo một nghệ sĩ mà chúng ta đừng có quá lố thì khó lắm. Chúng ta tưởng tượng hay làm cái gì hay làm lố. Và thậm chí ở trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng một cái yếu tố mà cần và tốt nhất cho sự ăn uống đó là sự điều độ. Đôi khi chúng ta ngày nay quên hẳn điều đó. Chúng ta chú trọng là ăn dưỡng sinh, chúng ta chú trọng là ăn chay, chúng ta chú trọng là ăn theo kiểu này kiểu kia. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh thì Đức Phật nhắc đến sự điều độ. Và ở trong cuộc sống mà Đức Phật dạy chư tỳ kheo đệ tử Phật thì Ngài nói đến cuộc sống vừa phải. Ví dụ như là người Ấn Độ trong xã hội đó thì những người bà la môn thì mặc đồ rất là cao sang, mặc đồ bằng vải lụa rất là đắt tiền, những cái thiêu thùa rất là công phu. Và lại có những vị tu sĩ khổ hạnh mặc đồ dơ dái rách rưới, thậm chí có những vị lõa thể, gọi là tu sĩ lõa thể. Ở Việt Nam chúng ta không có, Ấn Độ có tu sĩ lõa thể. Thì Đức Phật Ngài dạy một cái đời sống quân bình, tức là đừng có lõa lồ, đừng có lõa lồ, nhưng mà cũng đừng có xa hoa quá. Y thì nên vừa phải, nhưng mà đi vào sớm nên mà trùm cho kính mình chẳng hạn. Thì ngày dạy cái gì nó vừa chừng và điều hòa điều độ. Cái đó là một điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy ở trong kinh mà đôi khi chúng ta quên. Nhiều khi chúng ta thấy cái chữ tiết độ, chúng ta thấy chữ tiết độ hay là điều độ đó là giống nhau. Và đặc biệt là trên phương diện tu tập nội tâm về thiền định đó, thì cái trạng thái gọi là xả niệm lạc trú hay xả niệm thanh tịnh đó, được xem như là một cái trạng thái thuần thục cao siêu. Khi mà còn tầm, còn tứ, còn hỷ, còn lạc đó, ở những giai đoạn đầu. Nhưng mà càng đi xa thì con người trở nên đạt đến trạng thái xả niệm lạc trú. Cái đó là cái tương đối là khó hiểu. Và bởi vì mình nghĩ rằng cái cao trào, cái đỉnh điểm của cái mà mình gọi là khoan hỷ, cái mình nghĩ là tối thượng, nó phải là một trạng thái cảm xúc dân trào. Nhưng mà thực tế cái xả niệm thanh tịnh, xả niệm lạc trú đó, nó lại là một trạng thái rất là cao siêu của cái trạng thái thiền định của sự tu chứng. Cái này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà dần dà thì chúng ta sẽ nhận ra rằng tại sao xả niệm thanh tịnh nó có một cái vị thế quan trọng. Thì nói chung thưa quý vị, có những pháp mà mình mới nghe không có quan trọng lắm đâu, thấy nó bình thường, nhưng mà kỳ thực những pháp này rất ư là quan trọng để chúng ta hiểu. Thì chúng ta phải nên hiểu cái thuộc tính quân bình nó ở trong nhiều cái khía cạnh, nhiều mặt khác nhau. Và chúng tôi nhắc lại một lần nữa là quý vị có rảnh đọc lại những cái câu trắc nghiệm và trong bài học này, để chúng ta thấy rằng trên phương diện ngữ cũng như nghĩa thì đây là một thuộc tánh có nhiều thứ dễ gây ra ngộ nhận lầm lẫn khi mà chúng ta học Phật Pháp. Xin được kết thúc chương trình hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trưng chư tăng đỡ vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con và hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân quý ngài và kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yeah.